Chào bạn, tôi Hải Bùi đây. Hôm nay tôi sẽ nói cho các bạn về cái vấn đề mà xác định đối tượng tính giá thành trong cái nhà hàng. Thì ở nhà hàng nó có rất là nhiều loại, đúng không các bạn? Thì ở đây tôi nói các bạn một cái tình huống là nhà hàng của các bạn á, là các bạn bán món ăn theo set, được không? Ví dụ như cái nhà hàng này nó có 3 loại trong cái menu á, nó có 3 loại set. Set thứ nhất là set này. Trong cái set này là nó gồm 4 món ăn. Rồi cái set thứ hai là cái set này. Trong cái set này nó gồm 3 món ăn. Rồi và cái set thứ ba nó bao gồm là 3 món ăn. Như vậy bài toán đặt ra là mình tính giá thành theo từng set này hay là mình tính giá thành theo từng món ăn. Rồi các bạn rõ chưa? Với các bạn mà làm ở cái nhà hàng này, các bạn tính giá thành theo từng set hay theo từng món ăn, comment xuống bên dưới, được không? Và tôi nói cho bạn một nguyên tắc này luôn, các bạn viết cái bill đầu ra đó, các bạn viết theo set thì 100% các bạn tính giá thành theo set. Còn các bạn mà viết cái bill theo món ăn thì các bạn sẽ tính giá thành theo món ăn. Rồi nhớ nguyên tắc như vậy cho thôi. Đối với lại nhà hàng thì các bạn làm giùm tôi cái nguyên tắc như vậy. Các bạn viết bill tính tiền như thế nào thì các bạn tính giá thành theo từng món ăn hay là từng set ở trong cái bill. Cái bill là viết tính tiền là set internet seno rồi truy cost set menu thì các bạn tính giá thành theo theo set này. Rồi các bạn rõ không? Ok. Còn nếu mà các bạn làm ở nhà hàng mà ăn buffet thì các bạn tính giá thành theo cái gì? Theo vé, bởi vì các bạn viết hóa đơn là sao? Theo vé mà. Như vậy, nhớ giùm tôi một nguyên tắc, các bạn viết đầu ra, viết hóa đơn đầu ra theo hàng hóa dịch vụ nào thì các bạn sẽ tính giá thành theo hàng hóa dịch vụ đó. Rồi. Ok chưa? Các bạn thấy video này hay, hữu ích, cho tôi lượt like, comment, share về tường Facebook cá nhân cho nhiều bạn cùng xem nha. Hãy follow kênh YouTube chúng tôi Tự Học Kế Toán để nhận được nhiều video mới hữu ích từ tôi. Rồi các bạn nào mà muốn tham khảo một cái cuốn sách về tính giá thành để hiểu sâu hơn các phương pháp tính giá thành thì các bạn lên kênh lên trang sách kế toán.org, các bạn đọc cho tôi cái bộ sách này. Đọc cho tôi cái bộ sách này, mua cái bộ sách này là các bạn sẽ biết được các phương pháp tính giá thành, từ đó áp dụng vào công ty của mình. Khi nào thì tính giá thành theo phương pháp giản đơn, khi nào thì tính giá thành theo hệ số, khi nào theo tỷ lệ, khi nào theo đơn đặt hàng, khi nào theo phân bước. Thì trong này nó nói rất là rõ, nó có rất là nhiều phương pháp và nó có cái tình huống cụ thể luôn. Rồi được chưa? Còn bạn nào mà muốn học trực tiếp một một về giá thành tại công ty của mình thì hãy inbox tôi Zalo 0914 540 423. Rồi cảm ơn các bạn, hẹn các bạn trong video tiếp theo.